Vâng xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua những nội dung về việc tận dụng những chiếc điện thoại cũ nhé. Chúng ta sẽ giải lao một chút với các quân bài nào. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái trò ảo thuật mà mấy ngày nay mình thấy nó đang rất là hot trên mạng. Đó là đoán bài. Chúng ta sẽ tương tác bằng mắt nào? À bằng miệng thôi. Nói từ nãy đến giờ rồi. Các bạn sẽ chọn cho mình một quân bài và mình sẽ cố gắng để mà lấy nó ra trong 6 quân bài này. Nào các bạn có 3 giây để nhớ Quân bài duy nhất của mình nào 3, 2, 1 Mình sẽ lấy tay để mà che đi Đồng thời sẽ lấy cái quân bài của các bạn ra Umbla Xong Quân bài của các bạn đã biến mất <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Nếu các bạn mà thấy thú vị Thì nhớ bấm đăng ký nhé Ai chưa biết bí mật của cái trò này Thì bấm like cho mình Và mình sẽ bật mí cho các bạn ngay khi mà có đủ 100 like. Ai biết rồi thì dislike vậy. Vâng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.